chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình Ước mơ của em. Ngày hôm nay thì chị Mai Phương sẽ đố các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình nha. Đây, đố các em đây là gì? Thấy chưa, chị Mai Phương cũng đoán được là các bạn nhỏ sẽ chưa đoán được đây là gì đâu, đúng không nào? Bởi vì chắc là đây là một thức uống khá lạ với các em. Vậy thì chị Mai Phương xin giới thiệu nha. Đây chính là một loại thức uống với tên gọi là cappuccino. Và tại sao ngày hôm nay là chị Mai Phương lại nhắc đến loại thức uống này nè? Bởi vì ngày hôm nay có một người bạn nhỏ tên là Phan Hồng Thảo Nguyên đã có một ước mơ. Và ước mơ đó là gì thì bây giờ chúng ta hãy cùng liên lạc với hiệp sĩ trước đã nào. Alo. Alo, hiệp sĩ nghe đây. Bây giờ thì hiệp sĩ sẽ được thưởng thức một loại thức uống vô cùng đặc biệt. Thức uống đặc biệt hả? Đừng có nói là cà phê nha, đang uống cà phê nè. Đó là cappuccino. Bây giờ hiệp sĩ hãy dạy cho bé Thảo Nguyên ở lớp 52 trường Lương Thế Vinh đi học làm món này nha. Và ngoài ra thì hiệp sĩ sẽ phải giúp cho bạn ấy thực hiện món này làm sao mà phải vừa ngon nè, vừa đẹp mắt nè. Bởi vì đây sẽ là một món quà để dành tặng cho ba mẹ bạn ấy đó. Rồi, hiệp sĩ nhận nhiệm vụ này nha. Chắc là các bạn nhỏ đã thắc mắc là hiệp sĩ đang cầm ba cái ly gì đúng không? Bây giờ các bạn muốn thắc mắc tí nữa thì gặp Thảo Nguyên sẽ biết ngay thôi. Bây giờ đây là một thử thách nhỏ cho Thảo Nguyên đây. Đi thôi. Thảo Nguyên ơi. Dạ. Con có phải là Thảo Nguyên không? Dạ. Chú là hiệp sĩ đến từ những ước mơ của em. Ngày hôm nay ước mơ của con là gì nè? Dạ, làm cà phê cappuccino. Vậy con có biết ba cái ly này chú để đây để làm gì không? Dạ. Thử từng ly một nha. Rồi, ly này trước đi. Đấy. Trong ba ly này chỉ có một ly là cappuccino thôi. Vậy cái này. Không, chắc chưa? Vậy ly này là gì? Dạ, cà phê. Đúng rồi, cái ly này là cà phê. Rồi, còn hai ly này, ly nào là cappuccino? Em ly này. Hả? Sao hồi nãy nó là ly này? Đúng rồi, ly này là cappuccino. Ly này là cacao sữa. Chú rất là thắc mắc là tại sao con phân biệt được giữa hai cái này. Dạ, cacao sữa nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn, còn vị của cappuccino nó sẽ như thế nào? Nó nhẹ. Hả? Nó nhẹ hơn, nó ít ngọt hơn đúng không? Dạ. Tại sao con lại thích làm pha chế cappuccino vậy? Con tự ba làm để tặng ba. Ba con hay uống cappuccino hả? Dạ. Không uống. Thường hay không uống. Rồi sao con biết ba con sẽ thích? Dạ, tại con làm. Trời ơi, cô con gái này được quá. Con làm là ba sẽ thích. Tức là ba con vẫn chưa biết là con muốn làm cái món cappuccino này. Chú có kinh nghiệm làm bất ngờ nha, phụ huynh lắm. Giờ con biết công thức làm cappuccino sẽ như thế nào không? Dạ. Hả? Tức là bây giờ chú phải làm từ đầu đến cuối luôn hả? Dạ. Con không biết nguyên liệu luôn. Rồi, thật ra là chú đã tìm hiểu trước rồi. Thì chúng ta sẽ cần những nguyên liệu giống như là sữa tươi, rồi cà phê, một cái cây nóc, một cái đồ khuấy hơi nóng. Dạ. Cái cam bên ngoài nó phải lạnh rồi. Sau đó sữa cũng lạnh luôn. Cho cái máy mà khuấy cappuccino đó để đánh cho cái bọt nó lên á. Là mình cái cây nó rất là nóng. Đó, rồi sau đó mình sẽ đổ vô. Bỏ cà phê lên. Đó. Vậy làm sao để có một cái luồng khí thổi ra nó nóng, thiệt nóng? Máy sấy. Máy sấy tóc á hả? Dạ. Nghe cũng hợp lý á. Thôi bây giờ mình tìm các nguyên liệu trước đi ha. Sữa. Mẹ làm con cà phê nóng. Rồi, cho chúng. Lấy nguyên soda ra chi ạ? Dạ, đi làm cho nó lạnh. Ha, cũng được. Rồi, con vừa khuấy. Chú vừa pha hơi nóng. Con chừng nóng tay con đó nha. Dạ. Phải nhanh lên, nó mới tạo thành bột được. Coi như có chút bột mình tạm thời là như vậy đi. Đổ vô em giòn nữa coi. Rồi, chú thấy ra hình rồi đó. Mà không biết hình gì thôi. Đặng quá. Mình tạm cho thành công được không con? Dạ. Dạ.
không thấy được. Sao vậy là cách pha chế của chú là sai. Chú sẽ kiếm người trợ giúp cho con. Giới thiệu con một người nha. Rồi chú giới thiệu với con, đây là anh Phúc. Dạ, ông ơi, của con là làm được một ly cà phê cappuccino để tặng ba. Con làm thử nhưng mà nó đắng miết thôi. Vậy thì bây giờ thử liền đi. Bây giờ anh Phúc giúp được đúng không? Dạ. Giờ anh chị cho em trước cái quy trình để làm được một ly đó trước. Cái này để tạo bọt. Cái này là gọi cái form sữa. Nó bệnh hơn rồi kìa. Sao thấy làm đơn giản quá vậy? Thôi về con làm thử đi. Giờ để cho con tự làm một cái nha. Hồi trước giờ con đã từng uống món này chưa? Dạ đâu. Con uống ở đâu? Ở Paseo. Paseo à. Con có năng khiếu, con làm được không chú? Nếu tập thì chắc được. Khi nào con đi học về là có chạy ra chỗ bày chưa? Nhưng mà em đã hẹn anh trước rồi. Rồi. Tức là trước, bây giờ bé thì vẫn không biết là anh chị xuất hiện ở đây. Em đã tìm ra cách để có thể anh chị có thể quan sát bé ngay từ trên này. Đây là thử thách dành cho con. Giờ con làm lên, con làm 3 ly cho khách uống. Rồi bây giờ khỏi kiến khách làm sao, ly con làm được chưa? Thì lúc mới về làm cho ba con uống được chứ, đúng không? Để làm một cái ly cappuccino thì anh có biết làm một ly cappuccino? Thì anh có thể dòm thấy nhưng mà về cái cách pha thì mình chưa biết. Nhưng mà anh nghĩ nó có khó không? Chắc là khó, tại vì anh thấy là cần phải có cái độ bọt nở lên và đúng cần rồi. Kết hợp với những cái máy nó thổi vào. Ủa làm nó khi nào mới được con? Nóng hả? Thổi cái thổi bọt. Rồi, bây giờ mượn chút cái mâm đi. Cái này là con có một cái mong muốn làm cabu, cho nên chú chỉ dạy cho con cách làm thôi. Chứ thật ra là con không nên uống nhiều cái này. Uống này con sẽ làm mất ngủ. Cái caffeine của nó cũng cao. Rồi, thôi bây giờ mình làm cái ly này xong rồi ha. Bây giờ con lên hỏi khách coi là được hay không nha. Rồi, đi thẳng quẹo trái. Gì đây, cái này là cái gì? Dạ, cà phê cappuccino con mời ba mẹ uống. À, rồi. Ai làm? Dạ con làm. Phải không? Dạ. Hồi nãy giờ là coi hình ở trên đây đó nha. Coi hình coi nãy chúng ta làm sao. Rồi sao, khách của con nói làm sao? Hả? Rất là bất ngờ. Và coi như là sao đây? Phải nói là quá tuyệt vời. Rất là ngon. Thử đi. Cố gắng làm cho ba mẹ vui. Cho con 100 điểm nha. Còn bây giờ hiệp sĩ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Đi con. Đi cả nhà. Chương trình hôm nay thì chúng ta hãy thử về nhà, bắt đầu làm thử món này để dành tặng cho người thân mình nha. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể tự trang trí những cái hình vẽ trên đó, đúng không nào? Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Chị Mai Phương xin chào. Chú để ý là những người mà thích cappuccino rồi thì đã quen cái mùi của nó rồi, mà con làm khác một tí thôi
sẽ không ngon và học cái này rất khó nha. Và sẽ có những cái hình nữa. Làm sao để có cái hình thật là đẹp như hình con gấu này nè. Khó lắm á. Mình làm cà phê sữa đi con. Cà phê sữa dễ làm lắm á. Mình bỏ cà phê xong mình bỏ sữa, mình quấy bỏ đá vô hả? Xong. Dạ cái đó không biết làm. Ôi dạ, cái đó không biết làm hả? Hay là mình làm cacao sữa đi. Mình bỏ nhiều sữa hơn, mình bỏ cà phê rồi quấy lên thì cũng xong. Dạ cái đó không.